Coi coi mới nó rửa rửa ly vô kia bà. Anh đang quay cái thằng 16. Quang. 想学啊你。 我教你啊。 Nó kêu ở gần trạm y tế tao đi vô tuốt kia luôn. Còn đâu? Ủa nghe nói uống phê tặng chim mày. Nó tặng theo chim trong người đó. Đồ uống 10 ly phê tặng con chim chứ gì? Đây đây là nhiêu con á Hòn, tỳ vé hay sao? Đây là chim, đây là nhiêu con hay tỳ vé? Đồng vé bằng 10 ly cà phê hay sao? À, vậy là uống 10 ly cà phê tặng chim mày. Uống 10 ly cà phê là thấy đồ. Có bật cái gì lên không vậy? Hả? Có bật cái gì đó rồi. Không 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 bật gì đâu. Ủa mến đâu? Mến đâu chị? Rồi nãy giờ em đi vòng 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 ông về kia ông kêu ở gần chỗ về sao uống nữa chứ. Ờ, à, chị mến. Ê, cậu nhìn thấy nó lẹ nên nó tới nó coi đi theo. Tới quay cho nó cái. Ủa, biển nào đây? Nhìn thấy Nguyên ở đây. Cháu hồ. Nhìn Nguyên chứ. Sáng giờ có bán được con chim này chưa mến? Chưa, chờ Ngoan mua nè. Ngoan mua nhà con. Mặc đồ đẹp mày mang đôi dép đẹp chứ vậy? Hả? Mặc đồ đẹp mày mang đôi dép đẹp không vậy? Hả? Chứ còn quay không? Mày nha, mày đừng có quay, mày xóa giùm cái đi. Ê, hình như nó đã, đang quay đúng không? Đang quay gì, bớt đi. Bỏ lên em tao cái. Quen cái xe nó đã. Coi mới nó rửa ly vô kia bà. À, anh đang quay cái thằng 16. Quang. Ủa ai phê phê? Bánh phê luôn hả? Uống gì? Cho ly cà phê đen nhiều sữa nha. Cà phê sữa chứ đen gì? Cà phê đen nhiều sữa không được mẹ. Cà phê pha sẵn hay là cà phê ấy? Em tự pha. Mày phải chém gió nhiều vãi lắm. Tao gọi hộ tao đánh chết. Cà phê sữa đó. Cà phê sữa sẵn quay ai vậy? Chị hỏi là phê sẵn hay là pin? Hay thì xe và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài.